Bữa nay có đi làm gì được không cô? Rồi hổm ngày có đi khám bệnh gì không? Ồ, cô bị bệnh gì? Ồ, không khả năng mà cái đó mổ nhiêu tiền? Trăm mấy hả? Bảo hiểm cũng còn 70-80 vậy. Ờ, rồi mấy người con lúc này có gửi tiền gì cho con không? Nó ngoài ra còn chết đói, nó làm gì nó gỡ gì được. Bình Dương mới 3 tháng nay không mặn được, mà hai đứa con nhỏ nữa. Dạ. Bây giờ nước cũng trợ được mới nào thì thấy mới nay. Dạ. Người, Rồi à. người tôi nhất quá, giờ tôi kêu ông tôi đi xuống hậu. Mấy đứa gà ông nhất thì đi được. Dạ. Bữa nay nhất quá, cái giờ sáng kêu ông đi lên nhà ông Hiểu, bà Hiểu ấy, mua ít Rồi, thuốc gì à, lên trên cua quẹo này ông hả? Hiểu này nè, chỗ ở nhà tôi. Dạ. Rồi hổm gầy có test nhiều không? Test xét nghiệm Bốn lần virus rồi, à, 4 lần hả? hôm qua mới Mà tết qua luôn. mới test qua cũng im không? Bây giờ trong mùa dịch thì cũng thông cảm, đứng xa xa nói chuyện này kia cho Bình ông Dương bà xa cô lắm. chú. Thì, trong lúc đợi thì đợi chú về luôn nha. Ở sau đây là nhà của cô luôn hả? Thì cái nhà đây nè, cái đó cái chuồng heo đó giờ Dạ. bỏ để luôn, để củi Rồi. chỉ mấy cái càng thắng tôi điện không được, À, thì không để không thì có chỗ ở cô cứ cứ cái điện chú về bình thường mà mà không có má, không có má theo không có gì. để hầu hỏi hỏi chú thêm. Ủa đi đâu vậy chú? Mua thuốc hả? Mua thuốc hả? Gọi dựng xe ở nhà đi, con ra làm sao đi con hỏi một tí. Chạy xe đạp rồi đạp hai chân được không? Gắn đạp hả? Mệt hả? Mấy bữa nay mệt hả? Mà bình thường là mà đi bệnh viện lấy thuốc hả? Giữa một tháng này bên quán đâu đi được. Bây giờ bình thường không có dịch cũng không có đi luôn. Mệt rồi, cứ thở mệt. Dạ. Ở ngoài hả? Dạ, rộn được rồi lên tiệm thuốc tây gần đây mua mua đỡ. Dạ, chú dựng xe đi, rồi chú đi ra phía sau nhà. Mệt hả? Tôi chút thấy thở mệt dữ em. Xẹt hai mắt sống rồi. Bị gì nữa? Xẹt hai mắt sống xong gì điểm á. Dạ. Xẹt hai mắt sống mà ra tôi về em mổ không được. Dạ. Đi hoàn cảnh mình mổ không có tiền. Dạ, không có tiền. Trăm mấy chục triệu tiền đâu không? Trăm mấy chục triệu khả năng dữ quá sao? Làm mà xưa theo thường bây giờ làm tới chắc suốt cuộc đời chắc chưa có được trăm mấy chục triệu nữa. À, thì thường của mình. Dạ. Dạ mình khó đau khăn. Nha không? Dạ dạ cứ càng sao đi chú, tại cái này chú thông cảm nha, mùa dịch mới giữ khoảng cách xa xa anh chút. Dạ. Dạ, cô lấy mấy cái giấy mà bệnh lại đây cho con ra đây nè chú. Chú cầm luôn cũng được. Rồi được. Dạ. Rồi. Chị Giang. Dạ, thì cũng được, cũng được, cũng được, của con cũng được. Rồi rồi. Rồi chú gàn sao đi, chú bỏ ở đó đi rồi chú gàn sao đi để con dạch ra con nghía cái một. Cái nãy con à. Rồi, chú. Dạ. Dạ chú đi gàn sao đi. Dạ, được rồi chú, được rồi. Coi sơ thôi, coi bệnh là bệnh hoại tử chòm xương ha, chòm xương đùi hả chú, hoại tử hoại tử luôn hả? Vậy ha, vậy hai chị chồng chắc hợp tác hợp hợp tác là chắc được một người hai người được, hai người không được người đó hả? Dạ thì nay hôm qua thì con cũng trao quà cho chú
phần quà này của cô bên tiểu bang Florida ha. Rồi cũng hỏi với chú thêm là bây giờ chú có chăn nuôi gì không? Không có, không được. Đi tới luôn được rồi, chăn nuôi có làm gì đâu rồi chăn nuôi. Với nuôi bảy bà mấy con gà sao đúng không? Có nuôi mấy con gà thôi. Dạ. Ngồi đây mình thấy cho nó ăn là được. Dạ. Chứ không có chăn nuôi gì lớn phải không? Không, không có gì đâu. Mà không có tiền mà bây giờ chú muốn nuôi gì nữa không? Hay chú muốn chăn nuôi không? Nuôi thì không cho chăm sóc được. Dạ. Nuôi thì không chăm sóc được. Bị bả đi không được rồi, tôi cũng đi không được rồi. Chỉ có gà được không? Ừ, gà bây thì giờ, mình thả nuôi tới đây được. Bây giờ gà nữa mình muốn mua nhiều thêm nuôi được không? Nuôi đâu chỗ nuôi. Chỉ có nhiêu thôi không? Để nghĩa. Ý là nuôi được nhiêu chứ không có nuôi gì nữa được ha. Không có được gì nữa. Nó đúng là mình đi tới luôn được đó. Dạ. Nuôi không được. Hai sợi đùi này. Rồi tính làm gì không? Có tính giờ chờ đi sống chờ chết chứ hiện tại. Chứ không có tính chăn nuôi hay làm gì nữa phải không? Bây giờ không yếu rồi phải không? Dạ. Đi không nổi rồi cho con nhắm thấy đó. Dạ. Chú bé này đâu hả chú? Dạ được rồi con chỉ nghĩ sơn chứ thôi à. Rồi chú có mấy người con hả, mới tìm hiểu kỹ lại chú mấy người con? Bố mình chết một còn ba chứ. Dạ ba. Ba là được mấy trai mấy gái chú? Hai gái một trai. Hai gái một trai. Rồi giờ nó có vợ chồng, giờ nó ở Bình Dương. Chú tên chú Đức đúng không? Chú tên gì? Chú tên Dũng, còn cô tên gì? Thu. Chú năm nay nhiêu tuổi chú Dũng? Chú 71 rồi. Còn cô Thu? 68. Rồi, tám rồi. Bây giờ cũng mấy nay thì cũng đâu có làm gì mà có tiền ha. Con thì ở trên chảnh này nó bằng bữa dư tháng cũng cho 500 dạ. ngàn chứ không có nhiều. Dạ. Tiền thuốc tiền men á. Dạ. Thì nhà lãnh lương tháng này mà uống nhiều cũng thiếu nữa. Lãnh tiền gì chú? Tiền đã cắt người bệnh tật rồi. Là một tháng được nhiêu? Tháng hôm trước là 54. Dạ. Là hai vợ chồng luôn hả? Hay là người được 54? 54 là cũng được 1 triệu mốt, 1,2 triệu đó. Đủ. Uống thuốc, đủ thuốc. Thuốc trung bình thì tháng 700 mấy rồi. Dạ. Còn mà nếu phát quá bệnh thêm nữa thì tháng 1,3 triệu. Rồi, không đủ rồi, tiền đâu có. Tiền thì bây giờ mình phải mượn đỡ, mai mốt con nó có cho gửi gì. Dạ. Mà chắc gửi rồi sau mùa này sao gửi? Mà gửi cũng được, bây giờ hỏi chứ ngoại. Bây giờ con nó bận ra đâu có nghiệp đâu, công ty đâu có bận. Dạ. Ở nhà giờ ở ngoài cũng nhà người thị huyện rồi đỡ lo cho mấy nhỏ rồi. Dạ. Hai chồng mà thất nghiệp hết trơn rồi nuôi hai con nữa. Dạ, chú nói mà chú thở rồi. Vậy chú đứng đây nè, để con ra nghĩa chuồng gà đây nè, chuồng gà của chú nè, bây giờ đâu có nuôi thêm được cái gì nữa không mà chú. Ơi, có cái chuồng gà. Đây. Chuồng gà, chú nói nuôi nhiều lên thì không 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 có được nữa, nó đông quá. Nha, cũng được có mấy con vậy nè. Nó cũng bự chú anh triệu vàng. Phía sau đây. Rồi có chuồng gà vậy mình có tính nuôi mấy cái con gì cho nó có giá trị một chút để bán không? Thật mình khỏi nuôi gà. Thật sự bây giờ dạ. Mình nói thật lòng. Dạ, giờ cô chú nói đây chú. Mình nói thật lòng mình đi. Dạ. Mình dạ. Dối. Dạ dạ. Nó bây giờ khả năng mình đi tới luôn đâu nhà luôn chứ dạ. Đi không nổi. Dạ. Bị bả hư hai hoài tử hai con đùi này. Dạ. Mấy con gà để cơm đổ. Cơm đổ ăn. Còn chú thì thân mình một giò. Dạ. Bây giờ phát bệnh lên là nó xẹp hai bán sống nữa. Dạ. Nó dễ đệm á. Dạ. Chú có tính nuôi mấy con gì cho nó có giá trị hơn chút, giống như là cô ngỗng này kia đó. Bây giờ chú nói vậy. Chú dạ. Thật cái con cháu như thế dạ. Này nè. Tao nói thật tính tao kỳ đó. Dạ. Bây giờ tao nói là tao nuôi heo nuôi bò. Dạ. Mà chứ thật mai mốt rồi con cháu giúp đỡ tao là cảm ơn. Dạ. Nhưng mà ngày mai mốt qua kiểm tra không có thì cái đó là tao nói gà. Dạ. Ý là bây giờ là yếu quá không? Chỉ là nuôi mấy gà vậy có cần cơm cần cá thì dư dạ, cho nó ăn không? Dạ. Hai bà không có một. Dạ. Nếu mà có cái nhà tài trợ tình thương nào giúp đỡ cho ta, vợ chồng ta được có tiền xài để chút đỉnh hàng ngày với dạ. Nữa là có tiền thuốc uống không? Dạ, vậy không? Rồi ở đây thì cũng có quà nhỏ nhỏ cô chú nói rồi con để vô rồi ấy nha. Rồi quý ông bà cô chú thông cảm nha, tại em đi có một mình nè. Đây, đây. Rồi chú nói vô. Rồi. Đây, giữ phân cách ra ra. Rồi. Đây là phần quà của cô Bình Tiểu Bang Florida. Rồi cô với chú khiêng vô đây. Rồi khiêng thử nổi không? Hai vợ chồng gịch. Dạ. Rồi thấy vui không? Này có 500 ngàn nó mừng không? Đó đây là phần quà của cô Florida, là cái này là một bao á,
là 10 kg, mà gạo thơm lầy gạo ngon đó là hai bao là 20 kg, với thêm 500.000 nữa. Rồi cô gửi cho cô với chú gạo là mình để nấu cơm ăn, còn cái tiền thì để mình mua cá mua ấy này kia, chứ còn khả năng tiền thuốc thì cái đó thì chưa biết, thì chỉ hỗ trợ được phần nào đỡ phần đó. Cô mình Tiểu Bang Florida. Cảm ơn chương trình. Dạ thì hôm nay á, quý bà chú thì qua cái hoàn cảnh nhà của chú Dũng và cô Thu, thì để trao quà của cô bên Florida cho cô với chú. Cái clip cũng tới đây cũng kết thúc, đại diện cho gia đình chú Dũng và cô Thu, con cảm ơn chân thành với cô bên Tiểu Bang Florida đã giúp cho hoàn cảnh chú được phần nào gỡ bớt đi cái nỗi mà khó khăn. Tại vì ví dụ người khá giả đi mà lâm vào bệnh rồi thì nó cũng mệt lắm, còn không chi là cô với chú thì chắc cũng chưa gọi là nghèo ha, mà cũng dặn là giống như là cũng hơi nó khó khăn nha, thì cũng xác nhận điều đó. Dạ lúc này cũng cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị bạn luôn đã dành thời gian quý báu để xem kênh YouTube cho em vui, thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ em nha. Dạ nó bye, xin chào. Dạ bye cô chú nha.